chào các bạn đến với chương trình Kitchen at Home Chef ngày hôm nay. Chị Anh hôm nay có một vị khách đặc biệt, đó là My Loves Beauty. Xin chào các bạn, mình là Hạnh Mai ở trong blog MyLoveBeauty.vn. Hôm nay Mai rất vui được chị Anh mời đến đây cùng tham dự chương trình và hai chị em sẽ cùng nhau chia sẻ với mọi người một số món ăn bổ dưỡng và đơn giản dễ dàng. Bản thân Mai thì từ khi mà Mai thay đổi thói quen sinh hoạt như là dậy sớm này, chăm tập yoga và ăn uống lành mạnh, đặc biệt là không bỏ bữa sáng, thì Mai thấy rằng là làn da của mình thay đổi rất là nhiều. Trước đó ấy, thì mụn luôn là một cái vấn đề da mà thường trực với Mai luôn. Hôm nay chị Anh và Mai sẽ làm 3 món ăn từ một nguyên liệu vừa tốt cho sắc đẹp và vừa tốt cho cơ thể, đó là yến mạch. Yến mạch cũng chính là một cái thành phần mà Mai rất là yêu thích. Bạn có thể dễ dàng mua yến mạch ở siêu thị, loại nguyên hạt và cám rẻ. 3 món ăn của chúng ta ngày hôm nay là sữa yến mạch, cheese pudding và pancake yến mạch chuối. Vậy thì món đầu tiên mà chị Anh và Mai cùng làm sẽ là món sữa yến mạch. Với món sữa yến mạch, bạn sẽ cần 1 cắp yến mạch khô ngâm trong 3 cắp nước để khoảng 20 phút hoặc là qua đêm trong tủ lạnh. Sau khi ngâm, yến mạch sẽ mềm và mình sẽ rửa cho sạch hết phần nhớt và để ráo. Sau khi đã rửa xong thì Mai cho hộ chị vào 3 cắp nước. Giờ chị sẽ xay nhuyễn ra. Mình sẽ dùng một máy xay cầm tay để xay ngay trong cốc. Sau khi mà đã xay nhuyễn thì chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp này qua một cái dây lọc. Yến mạch sẽ đọng lại ở trong dây lọc và bạn có thể dùng một cái thìa để ép phần bã yến mạch cho ra thêm hết nước. Đây là sữa yến mạch đã khá là thơm nhưng vị cũng tương đối nhạt nên bạn có thể cho thêm siro mật phong cho sữa có vị ngọt tự nhiên. Chị Anh cũng sẽ cho thêm một teaspoon tinh chất vani. Bây giờ sữa yến mạch đã làm xong thì mình sẽ cho vào một cái bình, có thể đậy nắp kín giữ trong tủ lạnh 3 ngày. Và bạn cũng có thể dùng sữa yến mạch này để làm nhiều món khác, chỉ thay thế nguyên liệu sữa bò bằng sữa yến mạch. Món thứ hai của chúng ta ngày hôm nay là chia pudding làm từ chính sữa yến mạch chúng ta vừa làm và hạt chia. Đây là hạt chia. Hạt chia rất bổ, có nhiều chất xơ, protein, chất chống oxy hóa, có thể chống lão hóa và tăng sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra thì Mai thấy khi mà ăn hạt chia thì thấy là nó tốt, rất là tốt cho tiêu hóa và qua đó thì nó sẽ giúp thải bớt những cái độc tố trong cơ thể và làm da đẹp hơn. Anh sẽ đổ mỗi hũ 1/4 cắp sữa yến mạch vừa xong. Bây giờ Mai sẽ giúp chị cho hạt chia vào. Trộn đều chia vào trong sữa cho chị để nó lắng xuống nhiều hơn. Chia khi ngập nước sẽ bắt đầu phình nở ra và khiến cho dung dịch đặc lại. Còn bây giờ mình sẽ pha thêm một ít mật phong vào từng cốc chia pudding, cho cả một ít vani nữa, cứ quấy tròn. Và chia pudding của chúng ta đã xong, chỉ có đơn giản vài bước như thế thôi. Để 8 tiếng trong tủ lạnh hoặc qua đêm thì bạn có thể ăn chia pudding sáng mai như một bữa sáng hoặc là một món snack trong ngày. Chia pudding này thì ăn một mình cũng đã ngon rồi, nhưng mà nếu mà mọi người dùng cùng với cả trái cây ấy, thì sẽ còn ngon hơn nữa đấy. Vậy thì chúng ta đã xong món thứ hai rồi và chuẩn bị làm luôn món thứ ba. Món cuối cùng của ngày hôm nay chính là món mà Mai rất là mong đợi, chính là món pancake chuối yến mạch. Lý do Mai rất mong đợi món này bởi vì là cái công thức mà chị Chi Anh sẽ gửi cho mọi người tới đây nó là bản full hơn những cái mà Mai tự làm bình thường ấy, thì là rất là mong đợi. Chị hãy bắt đầu hướng dẫn mọi người làm. Okay, đầu tiên thì Mai sẽ cắt cho chị một nửa quả chuối này thành những khoanh nhỏ, xong cho vào cái máy xay cho chị. Sau đó Mai cho sữa chua vào cho chị này. Đây sữa chua không đường đúng không? Đúng rồi, sữa chua không đường. Quả trứng, món bánh sốt thì phải cho một ít bột nở, 1/2 teaspoon vani, mình
sẽ đậy nắp lại rồi xay nhuyễn. Bây giờ chúng ta đã xay nhuyễn hết các nguyên liệu trong công thức và chỉ còn đổ ra bát, trộn với hai nguyên liệu cuối cùng, đó là ít sữa yến mạch, quả Nam Việt Quất. Và bây giờ mình sẽ cho bột nghỉ khoảng 10 phút và sau đó rán trên chảo thành bánh pancake. Chảo nóng rồi đấy. Và mỗi lần mình sẽ múc một vôi nhỏ sàn cho bánh mỏng mỏng và tròn ra. Sau khi bánh chín cả hai mặt thì cho ra đĩa với một ít sốt zero mật phong lên trên, dừa khô để có một chút gì đó giòn giòn thơm thơm ở trên bề mặt. Đây là ôi món đã hoàn thành ngày hôm nay. Và như vậy chị Anh và Mai đã làm xong 3 món ăn rất ngon từ một nguyên liệu, đó là yến mạch, vừa bổ dưỡng nhanh lại dễ làm. Hy vọng là những công thức ngày hôm nay sẽ có ích cho mọi người và mọi người sẽ thực hiện nó một cách dễ dàng nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình Home Chef của chị Anh và Mai hôm nay và hẹn gặp lại trong chương trình Home Chef tuần sau. Bye. Xin chào.